tình này anh trao người mãi mãi dẫu thời gian trôi không úa phai đường dài em đi nhìn người ra đi đấy nay cũng không hát nữa mà chúng ta đọc thơ nay chúng ta sẽ nghiên cứu một cái lối chơi gọi là Lika ca này chơi rất là bình thường nhá các bạn này có 5 lá trong mộ thôi đây nãy giờ combo nhá chỉ có 5 lá trên mộ và một con tôn pháo canon tôm trên sân mà ấy, win luôn nhá đây là đi tôn đầu các bạn này đây là tôn đầu đi nhá tôn đầu đi chỉ cần có 5 lá trong mộ các bạn chiến thắng đối thủ luôn Không cần biết đối thủ là ai Trên tay uh, bật mí luôn Các bạn thấy đối thủ đây là ai Đây là Anthony Ác này có gì Ác này nạp 40 triệu Bây giờ hiện tại nó phải là gần VIP 10 Nó nạp 40 triệu Có hầu như là tà thần, satan, tiên tri hư vô, linh, buzin tam quốc các thứ la có hết các bạn Mấy con như kiểu tà thần ấy, mấy con satan ấy uh, Siêu thuật sĩ băng các thứ có hết nhá Ác này này, Ác Anthony có nhá nhưng mà ấy, cũng bất lực trước cái lối chơi pháo canon tôm x ca chơi như nào thì tí chúng ta sẽ khám phá đấy nha nhìn này họ gọi này về <laughs> bắn tiếp xong lại gọi con này về tôi thấy dấu hiệu game nhái đấy lại uh, chết này xong lại gọi con này về mỗi lần như vậy thì làm sao mỗi lần như vậy đối thủ mất 6 mất 500 máu nhá không phải là nhiều không 500 máu không phải nhiều nhưng mà ấy, hình như bọn này effect của nó không giới hạn mỗi lượt chỉ một lần vì thế các bạn nhìn này chết này lại hồi sinh lại không cần dùng cái lá gì nhá cứ chết là hồi sinh lại không cần dùng cái lá gì khác ngoài những cái con này luôn ảo à, ma chưa đấy cái lối chơi nếu mà cái cái này này nó dễ như vậy thì cứ đi trước là win nào đi trước chỉ cần bài như vậy là win chưa gì nữa bọn này này nó không bị giới hạn đúng không cứ chết xong lại hồi sinh xong lại chết rồi lại hồi sinh kiểu nhìn nhìn nó chơi chỉ biết bất được chân sao nữa bởi vì không cần biết các bạn làm sao nhưng mà lp các bạn hết thì các bạn đang xuất Đấy, đi trước win luôn nhá. Combo rất là đơn giản đúng không? Các bạn thấy nhá, chỉ cần 5 lá trong mộ. Vậy là win. Nằm lại nhá, xem xem bạn này combo nhá. Đầu tiên là có hai cái lá hành lang, rồi một cái lá hành lang này thì lấy bài xong dùng kèn hiệu lấy tôn. Là kèn hiệu lấy tôn xong uh, ca cánh hoa. Các bạn nhìn combo này, xong lên con ly ca mẫu đơn, xong dùng cái lá bẫy, xong gọi con cánh hoa về, xong lên con xin tôn của ly ca. Con này tính nhân hoa hồng, ăn à, con nữ hoàng dưới đấy Xong gọi mẫu đơn về hai con này thì lấy yêu tinh yêu tinh thì sẽ lấy mưa hoa mưa hoa xong lên linh buzin đấy lên linh buzin xong gọi hai con cung thủ rồi win đúng không đọc combo lên <laughs> chưa hiểu cái gì xảy ra nhá đọc combo lên hai cung thủ thế là lại win được ok chưa đấy Đó, nó sẽ như này đấy nó cứ bắn liên tục rồi cái nếu mà Lika như vậy khả năng là mình có đủ nhá Lika như vậy khả năng chỉ cần nạp 8 triệu trong cái sự kiện lần trước nhá khả năng cái đi, nếu mà ly ca như vậy này chỉ cần nạp 8 triệu thôi mà các bạn biết rồi đấy nạp 8 triệu thì nó kiểu đi trước là win bố nó rồi ờ, đây còn 50 lá nhá cái cây cối waifu này này còn chơi 50 lá cơ nhưng mà combo rất là dễ các bạn thấy không chỉ cần lên được hai cung thủ và rút được con tôn đa chiều thế là tính đối ta nay đành quên có yêu nhau cũng không thành thì thôi xa nhau còn hơn Đến với nhau chỉ thêm buồn Nơi anh tay Rồi bây giờ sẽ đi tìm hiểu nhá cho hết ấy, đọc phép con công thủ nha nhá phép công thủ là gì này Kỹ năng tay sân chủ động mỗi đợt một lần hy sinh bài này Chọn một ná lượm mưa hoa rồi ok Cái phép là lấy Lấy cái ná ly mua mưa hoa nhá Lại gì hơi dài đây Chủ động khi bài này được triệu hồi đặc biệt bởi quái tộc cây cối chỉ nhật vào sân con dùng chọn một quái sâu 6 mộ phép ta triệu hồi đặc biệt nên sân trong thể thủ quái triệu hồi không thể thay đổi À tức là sau đó kỹ năng chỉ kích hoạt một lần nhá cái effect Lyca kêu gọi chọn một quái cây cối 6 sao trở lên trong mộ Feta triệu hồi đặc biệt lên sân trong thế thủ tức là con này này nó chỉ có triệu hồi được một lần nhỉ hay là do ấy đây này khả năng do nhá con Lyca này này gọi con Lyca về kia về xong con Lyca kia lại có ý phép con Lyca này nói chung là nóng lỏ nhỉ kỹ năng mộ chủ động mỗi lần chọn một lá Lyca hoặc cây cối trong mộ lại bỏ Feta đưa về bộ bài nếu đưa bộ quái là quái có Feta tăng mục tiêu kỹ năng chỉ kích hoạt một lần À, khi lời sân pha ta tăng 200 lp mỗi lượt chỉ cần khi bài này nằm trên tay khi trên sân ta có gây tổ hi sinh kích hoạt triệu hồi đặc biệt tức là chắc là do effect uh, lica lica kêu gọi nhá khả năng là do hai con lica này này nó kêu gọi vào nhau khả năng là do hai con lica này này khi nó bị uh, phá hủy đúng không thì nó sẽ kêu gọi lẫn nhau nhá mỗi lần kêu gọi như vậy nó sẽ có effect của nhau đây này người ta sẽ phá con lica lần lượt bây giờ là con lica này chết này đấy khả năng là nó sẽ kêu gọi lần lượt như vậy các bạn làm lại nhá xem xem đúng không nhá phỏng đoán trước ấy khả năng là nó sẽ hại con ly hai con ly ca kia kiểu nó kêu gọi liên tục lên nhau tức là nó sẽ có cái vòng lặp nó không bao giờ hết quái các bạn nhìn có bố lên nhanh nhở như này nên uh, cung thủ này xong các thứ vừa lên con linh aroma này nên linh đấy vậy là xong đúng không con này này con này bây giờ sẽ kêu gọi này con kia đó kêu gọi này con này xong bây giờ phải giết con này đi nhá à, không giết cái con này đi giết con này đi nhở bây giờ phải giết con này bởi vì con này mất đi phải kêu gọi đúng không giết nó đi đúng không ừ giết đi xong bây giờ dùng con này kêu gọi lại con kia Uh, kêu gọi lại con kia nhá đấy xong bây giờ giết con này đi xong bây giờ giết cái con ở bên này đi nhá thì con này nó sẽ kêu gọi lại được à chắc là do cái effect kêu gọi của nhau ừ đúng rồi chắc chắn là do effect hai con này kêu gọi tác động lên nhau nó bị lỏ nhá à thế là cái vòng lặp lyca này kiểu một tỷ lp đốt cũng chết miễn các bạn có thời gian đây khả năng là do effect kêu gọi nhá khi bài này được triệu hồi đặc biệt bởi hiệu quả tộc cây cối này uh, chọn à, cái ơ đúng rồi mà uh, chọn uh, chọn một cọc tới cối 6 sao trong mộ Feta triệu hồ đặc biệt lên sân trong thế thủ quái này, này. sau đó chỉ có thể triệu hồ đặc biệt cây cối kỹ năng chỉ kích hoạt một lần do cho là effect cái 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 chỗ kỹ năng chỉ kích hoạt một lần này nó bị nó quá vì thế là hai con này sẽ hồi sinh liên tục nhá bây giờ test thử này bây giờ mình sẽ vào Nikrika chắc là mình sẽ lên han kia xong đó mình sẽ tự thử cho nó tác động vào nhau xem nó đúng không nhỉ hầu như chỉ cần lên được han kia thì bây giờ nếu mà chơi Rika các bạn sẽ chơi uh... Uh, bờ la bờ lá, xong các bạn nên lên, lên kia thôi Khả năng effect như vậy là đi trước làm bố mẹ rồi đấy Thứ nhất là Lika đi trước này Anh hen cháp vẫn cút thôi, nên là chưa biết được uh, Cầu xin không ai chơi trong nick rồi, ok Tính đôi nick này cũng có Lika. nhưng bây giờ mình sẽ thử quay một deck ca thì bây giờ sẽ xóa Siêu nặng nổ nắm chưa chơi tôi kiểu ra video siêu nặng mà vẫn chưa rảnh các bạn Phù thủy bây giờ vẫn có, phù thủy thi thoảng chơi vui cũng được Chắc là cho xin đóng băng nhá Bây giờ Lyca đúng không, Lyca bây giờ test nhá Test thử cái nối chơi Lyca này luôn Ủa sao nó có một con đi ca nhỉ Chắc là con kia là hoa là gì ạ à? Tiên hoa Tiên hoa đúng không nhỉ Ờ nó là tiên hoa các bạn Chắc là cái con cái con cầm cung đâu Bỏ mẹ rồi Hình như là mình thì không thấy con cầm cung của mình đâu đấy Con cung thủ đúng không Nó tên là con cung thủ nếu mà không nhầm là vậy Thôi bỏ mẹ rồi đấy Nick này lại không có cung thủ này đi đó Khả năng cao là sẽ có các bạn Bởi vì cái này nó chỉ là những cái con ly ca này này nó chỉ là trong nạp đám mốc thôi nếu mà nạp đặt mốc thì chắc chắn là nick này sẽ có nhé Bởi vì ngày xưa nick này cũng là một thời nạp đặt mốc dưới Nên là à, bây giờ là đài tiếng nói đây con cung thủ yêu tinh đây con chủ yếu là con này nhá đấy người ta sẽ dùng con này xem bây giờ có không nhỉ có là con yêu cái hoa vàng nữa này Thôi nha bui phun đi ca đó nói chung là mình không biết chơi đi ca nhưng mà mình sẽ thử cái lối chơi của nó bây giờ nãy người ta chơi là mưa hoa đúng không ồ mưa hoa vẫn đặt giới hạn x1 à cái này vẫn để giới hạn x1 nhỉ nó có cái môi trường là hành lang thì hình như là có hai dạng môi trường thì vậy. Hiện tại là cái dạng môi trường của mình là dạng môi trường đẻo ạ. Cái âu cũng có hai cái loại mưa hoa nữa cả, hiện nó mưa hoa thế nhỉ. Khả năng cái dạng môi trường của mình là dạng môi trường đều nhá. Môi trường trong thành tựu nhân vật Aki ấy, hình như trong cái thành tựu nhân vật của nó mới là môi trường xịn nhá. Còn môi trường của mình đang là môi trường đỏ. Nó chưa chưa có từ khóa học là con này môi trường có từ khóa không nhỉ? Ờ từ khóa hoa hồng à? ô ơ con này mẹ nói thế nhỉ? cái này tưởng có click cam và từ khóa hoa hồng đấy Bịp Đúng là con bìm bịp Đợi chút nhá Chắc là vui full loot bài đi Bây giờ sẽ test thử này Nối chơi này thì bây giờ dùng chọc phú ok các bạn Không 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 vấn đề Nếu mà dùng hồi sinh chắc là không cần thiết đấy Bây giờ có lẽ là dùng chọc phú ok luôn Bởi vì nó chẳng chẳng sợ đối thủ nhiều máu đâu Bây giờ đối thủ làm sao mà sống được nhỉ Mình chưa nghĩ ra Chắc là nếu mà kiểu nó mà đã hoạt động được cơ chế đốt máu ấy cái cơ chế đốt máu mà nó đã hoạt động dưới ấy, thì đối thủ làm sao sống thì mình không biết bởi vì bây giờ nó cứ đốt máu vậy bố thằng nào sống bố thằng nào, nào sống được nó chẳng nếu mà sống được ấy chỉ là do những con hen cháp nó cứu thôi mà trường hợp hen cháp cứu thì nó lỏ lắm các bạn không phải lúc nào nó cũng cứu ấy lấy thêm ba cái lá gì nhỉ đâu ta đây đúng không giờ này con tôn nữa đúng không con tôn có này đọc là tôn thế nhỉ nếu mà các bạn viết thường nó là tôn đúng không nếu mà các bạn viết tên của nó ra thì nó sẽ là ton aton đúng không rõ ràng nó là tôn rồi thì mấy thằng nửa nửa cứ kêu nó không phải con tôn nó đọc là ton hay đọc là tôn cái gì đấy nhưng mà hầu như nó là tôn được chưa bây giờ người ta chơi thì người ta cần có linh linh aloma đúng không nick này chắc chắn có luôn không có điều xuống đất mà tìm vẫn chưa là đấy đây con này của lyca này con kỵ sĩ lyca luôn này nữ thần lyca này nói chung là cứ cho vào cho nó đủ gọi là có bài các bạn con kiếm cúc này ngày xưa nó cho x1 tiếc nhở Bởi vì bây giờ khả năng nó mở ra x3 rồi Thôi anh bạn này Mẹ đấy có con Linh kia này quê mùa đấy Con Linh Aroma mà không có Hơi 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 hơi, lọt lỏ À đây con thiên sứ đây rồi Đây nhá vậy là đủ bài Zika rồi đúng không Bây giờ sẽ bỏ bớt này Ví dụ như con Còn nãy mình không thấy con này combo đúng không Nãy không thấy con nào thì cho nó bớt bớt đi Nãy thấy con cung thủ x3 được rồi Linh tá cho bỏ đi này à, hành lang hành lang sẽ là từ từ nhá xem lại cái lá hành lang của nó xem nào quái thì bây giờ mẫu đơn tuyết nữ anh thảo anh như con con mẫu đơn nãy là dùng mà Ờ chắc là cái này không quan trọng lắm đâu quan trọng là đây nhá à, trong ly thì có một cái lá là trong trưởng thành của nhân vật aki nó có một cái lá gọi là môi trường của ly đúng không đây này đâu nhỉ chuông cái này không phải môi trường à mà là bẫy liên tục à con này là lấy một lá này ờ ý phải có con này là chọn lấy một lá thôi chứ nó có vẹo gì đâu nhỉ khả năng là cái lá này, này cái lá vườn đen ấy, Mới là cái lá ok của Rika Chứ bây giờ nói chung là thiếu nữ vườn hồng. mấy cái đống bài một chợ này, con này có công chúa hoa hồng, phải bỏ qua đi. Rika ấy mình thấy là người ta nói, người ta nói là phải dùng cái lá trong, Ồ mẹ áo thế nhở? À, sao cái cái thám hiểm nó hết chỗ rồi nhở? nick ờ, này có tham à? ố, ừ. nick này có tham mà người ta đánh full thám hiểm của mình rồi. à thế đấy, lại có người cày hộ thám hiểm. Rồi nha, bây giờ thực hiện buco no sẽ thực hiện cái combo vườn ấy Đầu tiên là hành lang đúng không? Hành lang là sẽ lấy con uh... nếu không nhầm là con mẫu đơn. Mẫu đơn ở khu vườn hoa hồng thì sẽ triệu hồi con mẫu đơn xuống à. Rồi. Xong con này xuống à. cứ đốt bài đã. Lựa chọn thì bây giờ hình như là ném bài sao thôi cứ chọn vào con cung thủ ấy cho an toàn. À lấy bài đây nè, ngon hết nhiều. Dự bị là gọi xuống à. ôi, ôi. rồi. Rồi, chim nổi chim nổi chim nổi sao lại lấy con này nên đúng không gọi này ra là ở ờ, không phải gọi à gieo hạt tức là như nào gieo hạt là ý phép con này đúng không nhỉ không phải à à con này nó không không giòn đâu ạ hình như là nó chỉ là tăng đam đi à, nó cũng không giòn đâu còn bây giờ chắc là mình sẽ nên hai con này còn sẽ nên con linh thiên sứ à đi nhiều à lô đấy nó sẽ gọi à ố ố ồ cái gì này Ồ oh. Tức là bây giờ mình sẽ cần cái con kia nữa Bây giờ ví dụ mình giết con yêu tinh này đi nhá Chết mẹ ngu rồi Giết nhầm con yêu tinh rồi Cái này thì từ từ nhá các bạn chơi cái này này Các bạn phải hiểu là các bạn sẽ giết con yêu tinh nào cơ Các bạn chơi thì các bạn sẽ hiểu là cái con yêu tinh nào nó đang Nó đã kích effect để giết nó Chứ bây giờ các bạn giết nhầm Ơ tính ra combo dễ nhở Ơ nên hai con này cực kỳ dễ luôn Phải ồ oh. ồ bây giờ điều quan trọng là bây giờ cứ rút được cái con tôn đa chiều thử nhá à, nên hai con này thì cực kỳ dễ quá nãy giờ mình còn đếch biết effect của lika là gì cơ mà mình vẫn triệu hồi được hai con thì các bạn hiểu cái trình độ của cái đếch này nó nhỏ rồi đấy mình không biết một cái effect gì về cái deck lika này à đây mà từ từ nhá con này nó còn effect rực rỡ không nhỉ effect của nó là cái gì hộ cái gì từ từ phải cho này con cho này xuống cơ phải hồi sinh cái con uh, khu vườn hoa hồng gọi này xuống à. Đây, bây giờ sẽ kích effect là can ăn tôm nhưng mà đích biết giết con nào thì giết con này đi đúng không? Ờ ừ, giết con này đi xong bây giờ sẽ cái effect là can ăn tôm giết tiếp một con này đi à? Nó ở chỗ nào nhỉ? Đây đúng không? Đây đúng không? Giờ mình sẽ tìm một cái effect gọi là effect hồi sinh của nó. Cái effect hồi sinh của nó đâu? Này, khi bài này được triệu hồi đặc biệt nhá. Tộc cây cối chết mẹ nó phải là do tộc cây cối các bạn, từ từ nhá, từ từ đây này, làm lại nhá. Tức là nó phải chịu từ tộc cây cối thì mới có effect nhá. Nuôi dưỡng là gì nhỉ? Nuôi dưỡng thôi ấn bừa mất mất sinh trưởng tức là ngồi sinh một con đây nè Thức tỉnh gieo hạt là gì ta? Gieo hạt là ném một con xuống à? À đưa nó về đúng không? Bây giờ thì sẽ bây giờ nuôi dưỡng đúng không? Bây giờ sẽ kích effect là sinh trưởng gọi ra con tuyết liên à. ố Thế đối cuộc nó không đưa về à? Cái này thì mình chơi nó hơi nhỏ thôi nhưng mà thật ra cái deck này nó vận hành dễ quá. Mình chơi thì nó hơi nhỏ thì thôi bởi vì hai con này nó phải là tập cây cối gọi nên cơ. Thì nó mới có effect nhá. Chứ bây giờ bọn này nó không phải tập cây cối thì nó sẽ không có effect nuôi dưỡng là gì ta. Nuôi dưỡng hình như là hồi sinh ra một con đúng không? Thì bây giờ dự bị chết đi con này à? Giờ phải làm sao hồi sinh lại được một con Lyca trong mộ cơ. Hồi sinh con này lên nhá. Cung thủ luôn không? Hồi sinh nó lên này. À nó đưa về thôi à. Thế tăng trưởng. Đây. Đây 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 đây. đây. Giòn nhá. Bây giờ sẽ hồi sinh gọi nó xuống đúng không? Nuôi dưỡng tức là hy sinh con này. Chết mẹ con này nó gọi mẹ từ đây đây đây, đây từ làm lại. Đấy nhá, rồi, rồi rồi. Đầu tiên này nó sẽ giết con yêu tinh ở đằng này ra nhá, bên, tay trái, giết con tay trái đúng không? Bây giờ sẽ dùng nuôi dưỡng để gọi ra con này. Khi con con này lên sân thì nó sẽ có effect là kêu gọi gọi lại con yêu tinh. Xong bây giờ sẽ giết con bên phải nhá. Bây giờ giết con bên phải đúng không? Đây, giết con bên phải. Xong con bên trái Ồ oh, mẹ combo này dễ vận dụng thế nhở Bây giờ là giết con bên trái Cái này thì hơi lú thế thôi Bởi vì nó phải Đấy thấy không à, Xong kêu gọi Ui, Mẹ cái combo này đơn giản thế nhở Xong giết con bên phải Đấy chân ái Xong bây giờ con này, này kêu gọi Nói chung là bây giờ ấy Đối thủ có bao nhiêu máu thì bạn vẫn đốt chết thôi à, Giết bên trái bên phải nhở Cái này các bạn Lúc các bạn hy sinh bài ấy Các bạn phải nhớ là xem nó giết ở bên nào Tính ra mẹ chơi cái này nó nhàn nhở Đi trước đi trước có cái dễ các bạn đi trước hầu như các bạn rút được tôn đa chiếu ấy là win chắc rồi bởi vì cái cái khả năng rika nó gọi bá rất là dễ luôn đâu à, nãy mình chơi trong lượt đầu luôn mà. mình gọi hai con này lên luôn nhưng mà quan trọng là không có ta canon to thôi à, mà ý phép của nó thì nó hơi lú thì các bạn bây giờ kiểu các bạn phải kích đúng chỗ cơ các bạn kích nhầm một con là mẹ mất mẹ cái chuỗi combo của nó luôn ấy nên là trong số lần các bạn đốt máu ấy các bạn phải nhớ xem con nào đã dùng effect ờ à, nó sẽ xem nó đứng chỗ nào cơ thì mới được Thôi, chắc là nó chỉ có đoạn như này thôi. Thì cái này cót lấy thành công nhá. Cái này là cót lấy thành công chứ thật ra mình không nghĩ là cái nối chơi này đâu. Nãy nãy vô tình thấy nó trên uh, trên xe trên kênh thế giới xong mình định vô ấy, tìm hiểu thế là cót lấy thành công. Mạnh không? Đứa nào lại không mạnh đi chỗ nào mà chỗ, chỗ, nào mà không mạnh. Nói chung là cái effect thì nó cứ lỏ lỏ như vậy thôi. Con Lyca thì effect của nó hơi củ chuối tí nên là bây giờ hội Thôi được cái chấm cái deck này thì Ờ, thứ nhất là combo dễ nhưng mà quan trọng là phải lút con tôn đa diều combo khá là dễ các bạn combo dễ nhá bởi vì là các bạn thấy rồi đấy mình kích bưởi phách non lên sân được nữa thì bây giờ đích nào đích này khó chỗ nào đấy nãy giờ mình toàn kích kích bưởi phách ấy chứ mình đâu có biết đi phách của đích này đâu nói nó không tin các bạn này kêu mình bét đi này mệt thật ra là mình không biết chơi tính gì về đi luôn chỉ là hiểu sơ sơ về game thôi ấy. nhưng mà vẫn vận dụng về cơ chế này thì đúng là mẹ game nọ thật đấy thế là giờ đi trước là như vậy bố thằng nào win ờ, giờ đi trước như này kiểu nếu mà nó không gặp mấy cái deck bắt bài như kiểu Blackpink hay là uh, ES hay là gì. Nó mà đi trước nên được cái nối như này 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 thì chẳng có thằng nào đi sau win được cả. <laughs> đi trước mà nên được bài như vậy dưới mà chưa bị dính hand trap này, hay chưa bị hạn chế cái gì thì thôi. Lối chơi uh, đi trước khá là ok nhá.